Xin chào anh em, mình là Tiến. Rất vui được gặp anh em tại video của kênh đồng hồ chính hãng Catwatt. Và ngày hôm nay mình vừa mới về được một chiếc 20 tơn với tình trạng là đã có sử dụng. Chiếc này của mình thì chỉ còn đồng hồ thôi anh em ạ. Tình trạng thì còn đẹp 97%. Đến với anh em ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một chiếc 20 tơn khaki thuộc dòng Pioneer, với cái tông màu xanh khá là bắt mắt cũng như là rất là được ưa chuộng trong thời gian gần đây tại thị trường mà anh em săn đón cái màu này rất là nhiều. Cũng rất là lâu rồi thì mình mới về được một chiếc 20 tấn khaki thuộc dòng Pioneer này. Về cái độ hiếm thì rất là hiếm. Chiếc này của mình thì còn zin hết 100% từ bộ dây cho đến khóa và đồng hồ. Bộ dây thì tuy là đã qua cái thời gian sử dụng rồi, cũng có một vài cái vết mà ảnh hưởng đến thẩm mỹ, nhưng mà anh em yên tâm về cái độ bền của dây này thì chúng ta vẫn còn có thể sử dụng được. Đi kèm bộ dây này thì chúng ta sẽ có một cái bộ khóa xiên của 20 tấn với dòng chữ 20 tấn được dập chìm ở trên bộ khóa này. Rất là chắc chắn và khỏe khoắn. Chiếc này của mình thì với size mặt là size 40, thế nên là anh em có cổ tay từ 16 trở đi thì chúng ta lên tay sẽ rất là đẹp anh em ạ. Như cổ tay của mình đây thì đang có chu vi là 16.5. Lên tay rất là ok, rất là ôm tay. Đi kèm bộ dây da nữa thì khỏi phải bàn rồi, rất là tuyệt vời. Đi đến các chi tiết bên trong của phần dial thì lòng bên ngoài chúng ta sẽ có các vạch chia đều 60 phút và các cọc số ở đây hiển thị sẽ là các cọc số Arabic, thiết kế theo dạng là cọc số học trò. Trông rất là trẻ trung cũng như là năng động cho cái sản phẩm này. Bộ kim được thiết kế theo dạng là 2,5 kim. Phần kim dây thì được thiết kế một cái ô kim rốn ở đây ở góc 6 giờ với dòng chữ là Squidmate ở bên dưới. Bộ kim giờ và bộ kim phút thì được thiết kế theo dạng là bộ kim la liễu và hình giọt nước đối với cái phần kim giờ. Rất là đẹp. Ở góc 12 giờ thì chúng ta sẽ có thêm một dòng chữ là 20 tơn và automatic được đặt ở góc chính giữa 12 giờ. Ở góc 3 giờ chúng ta sẽ có thêm một cái ô lịch ngày nữa anh em ạ. Rất là tuyệt vời. Để cho anh em trải nghiệm cái dòng Pioneer này. Mặt kính như là trang bị là mặt kính sapphire cho anh em được trải nghiệm tốt hơn về các cái chi tiết bên trong của phần dial, nâng cái tính thẩm mỹ cũng như là cái vẻ đẹp của sản phẩm này lên. Phần niềm bezel thì được khía các cạnh xung quanh khá là bắt mắt anh em ạ. Phần thân vỏ thì được phay xước rất là tuyệt vời. Và anh em có thể thấy là phần càng của chúng ta đã được thiết kế khác so với cạnh những cái dòng mà mình đã từng review qua các video. Về chiếc núm thì sẽ là một cái dòng chữ, một cái logo thương hiệu của 20 tấn, đó chính là một cái chữ H được dập nổi trên cái bề mặt này. Đi đến thiết kế bên đằng sau của phần lắp đáy thì cũng được thiết kế theo dạng là đáy hở để cho anh em được trải nghiệm tốt hơn các cái chi tiết bên trong của sản phẩm. Ở trên cái phần lắp đáy này thì chúng ta sẽ có thêm một vài cái thông tin như là thông tin về độ chống nước water resistant lên đến 13, thoải mái cho anh em đi mưa và rửa tay, cũng như là có các cái hoạt động về thể thao dưới nước. Nhưng mà theo như mình đánh giá thì đối với chiếc này, thiết kế của núm chỉ là núm rút thường thôi, không phải núm crew down, cho nên là tuy là độ chống nước khá là cao, anh em cũng cần cẩn trọng cũng như là sử dụng thật là giữ gìn. Dòng chữ stainless steel, bộ máy được trang bị là bộ máy ETA 2895-2 sapphire crystal Squidmate và một cái mã quốc tế ở đây là H784550. Ở trên quả văng của 20 tấn của chiếc 20 tấn này thì là sẽ là dòng chữ 20 tấn và 27 Z-Wave Switch. Bộ máy đã được trang bị là 27 chân kính với 42 giờ tích cót và bộ máy là ETA 2895-2, nâng cái thời gian tích cót cũng như là cái độ bền, độ trâu bò của sản phẩm này lên, nâng cái thời gian và cái độ chính xác của cái sản phẩm. Và để sở hữu sản phẩm này thì hiện tại bên Catwatt đang bán ra với một mức giá rất là tốt cho anh em, chỉ 13.500.000 đồng, thì anh em có thể sở hữu một chiếc 20 tấn khaki thuộc dòng Pioneer với tình trạng là đã qua sử dụng và còn đẹp 97% và không bốc anh em ạ. Và mọi sản phẩm bán ra tại Catwatt đều cam kết 100% chính hãng và bao check của anh em tại bất cứ nơi đâu. Nếu như anh em có nhu cầu cần cũng như là đang quan tâm một sản phẩm nào đó mà chúng ta đang băn khoăn, chưa biết được là thật giả như nào, thì chúng ta có thể chụp rõ các góc cạnh, gửi hình ảnh qua số Zalo mà mình đã để ở góc màn hình đây. Và để sở hữu sản phẩm này thì anh em đừng quên để lại các thông tin dưới phần bình luận và kết bạn qua Zalo để bên nhân viên bên mình có thể là
tư vấn anh em được cụ thể hơn. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Hẹn anh em tại các video tiếp theo của kênh Hồ Chí Đại Cách Quát. Xin chào anh em và chúc anh em có một ngày mới làm việc thật hiệu quả.